Bố thấy con bổ chôm chôm của em không? Bố ăn một quả đi cho mát. Đẹp đấy. Nhưng sao hôm nay anh lại mua chôm chôm rồi bổ cho bố ăn nhỉ? Mà lần sau không để chôm chôm thế này, mất vệ sinh. Đấy. Thì bố cứ ăn một quả đi. Chả dại gì, há miệng mắc quai. Dụng Hoa có vấn đề gì đúng không? Thì cũng có 1 tỷ vấn đề, nhưng bố yên tâm đi, con xử lý được hết. Hôm nào rảnh bố xuống nghiệm thu là xong. Thế thì được. Nhưng mà con có chuyện này vẫn năn tăn muốn định hỏi bố. Tao biết ngay mà. Mà có việc gì khó thì cứ hỏi cái Thanh. Nó làm trước, nó truyền cho kinh nghiệm. Con lại tưởng em vợ tương lai của bố nhiều kinh nghiệm hơn chứ. Có cái cớ cho mà nói chuyện với gái còn chê. Hay là không còn thích cái Thanh nữa? Còn nói về em vợ tương lai, thì người sau này mày phải gọi nó 1 tiếng là cậu đấy. Có thấy ấm ức không? Con chỉ cần bố vui là được. Thế hôm qua bố xuống nói chuyện với em vợ tương lai thế nào? Có tình thương mến thương, tay bắt mặt mừng không? Thương. Suýt nữa thì nó cho cục gạch. Bố là dân giang hồ mà sợ á? Sắp tới bố bận việc cưới vợ. Việc anh cứ lo. Thằng Nghĩa mà sinh sự thì nhường nó mấy câu. Ruộng Hoa bố hợp tác với thằng Nghĩa và cái Thanh. Bố ủy quyền cho anh. Thế bố định đem con bỏ chợ à? Mày có muốn có em gái không? Ôi, Thanh đây rồi. Ui. Tôi định chạy về làng tìm. Gọi cho Thanh mãi mà chả được. Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi. Có việc gì đấy? Tôi có học theo cách của Thanh chỉ. Phân loại tất cả các cây hồng dễ trần bị loại bỏ. Nhưng mà vẫn sợ sai. Chắc tí phải nhờ Thanh xuống xem đấy. Xong việc tôi qua tôi xem cho. Còn vấn đề nhà kính chưa giải quyết xong đâu đấy. Nhưng mà tốn kém quá. Vẫn là vụ môi trường độc hại à? Sao ông biết? Vì trước học trồng trọt với ông già, vô tình được nghe ông ấy nhắc tới thôi. Mà tôi thấy vụ này đơn giản mà. Đơn giản á? Ông thử nói xem đơn giản như thế nào. Nếu sợ bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu từ các ruộng lân cận, vậy tại sao mình không vận động mọi người sử dụng thuốc từ chế phẩm sinh học giống mình? Gớm, mày nói thì dễ lắm. Bây giờ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn là giá thành rẻ nhất, công dụng nhanh nhất. Ai dở hơi làm theo cách của mình. Thì đương nhiên phải cho họ thấy lợi ích trước đã chứ. Thay vì bỏ ra cả một cục tiền để xây nhà kính, vậy tại sao mình không trích ra một số vốn ít rồi tặng cho tất cả mọi người chế phẩm sinh học do chính mình làm ra? Thế rồi sau này mày tính thế nào? Định tặng người ta cả đời à? Đợi đến khi ruộng hoa của chúng ta hái ra tiền rồi, mình lại vận động mọi người bỏ tất cả các lúa canh tác truyền thống đi, cùng nhau trồng hoa hữu cơ để cung cấp cho dây chuyền sản xuất của chúng mình. Ruộng hoa của chúng ta? Ruộng hoa là của tao với Thanh, liên quan gì đến mày? Ai bảo với mày là không liên quan? Ông già tao là cổ đông, mà bây giờ ông ấy bận đi lấy vợ, ủy thác lại cho tao. Đương nhiên tao phải có một phần trách nhiệm trong này rồi. Mà thôi, tôi còn phải gọi ông bằng 1 tiếng cậu. Tôi còn chưa thấy thiệt thì thôi. Mày tin được với ai? Này, tao cần mày gọi tao là cậu à? Chính mồm mày nói đấy nhá. Sau này tao gọi chị Hoa bằng gì thì đừng bắt tao gọi mày bằng cậu. Thôi. Này, bố ông cưới chị Hoa thật à? Ừ, không khéo sắp tới Thanh còn được mời làm phù dâu đấy. Thôi, tôi chạy ra ruộng đây. Đi qua xem giúp tôi nhá. Tao chào cậu. Tao về ạ. Cậu cười cái gì đấy? Có gì đáng buồn cười à? Cậu nghĩ á.